Và còn với cái bảng thành phần như thế này và với những cái chất như thế này, thực sự tôi không hiểu tại sao tôi phải bỏ ra 22 đô để mua luôn ý. Chào các bác, tôi là Linh đây, và ngày hôm nay thì chúng ta có một video mới. Video hôm nay thì sẽ là về một chủ đề mà tôi nghĩ là các bác sẽ rất là hào hức và yêu thích. Đây chính là một chủ đề mà chúng ta sẽ làm về những cái sản phẩm serum dưỡng ẩm. Thực ra là cái chủ đề này đáng lẽ phải lên kênh của tôi rất là lâu rồi, bởi vì tôi là một người da khô nên tôi không hiểu vì sao mà hình như là chúng ta chưa làm một chủ đề nào về dưỡng ẩm cả. Các bác ạ, hôm nay là cái mái tôi đã đủ dài để tôi có thể kiểu móc nó lên hai bên này nhìn cho nó đỡ ghê ấy. Và các bác thấy là trông cái diện mạo ngày hôm nay nó đã kiểu được hơn tí nào chưa? Nếu mà nói về serum dưỡng ẩm thì mọi người có thể sẽ nghĩ là ôi cần đếch gì serum đúng không? Mình có kem dưỡng rồi, mình chỉ cần nếu mà thích nhiều dưỡng hơn thì mình bôi thêm kem dưỡng là được, chứ cần gì phải bôi thêm những thứ như thế cho tốn tiền. Thực ra đây là một cái vấn đề mà mọi người đã tranh luận rất là nhiều, nhưng mà bản thân tôi thì cũng sẽ có ý kiến riêng cho vấn đề này. Đối với serum dưỡng ẩm thì chúng ta sẽ thấy là nó có điểm đặc biệt hơn. Ví dụ như là cái thứ nhất, nó thể giúp cho mọi người ẩm mướt hơn này, da được căng bóng này. Cái này thì rất là cần thiết cho những bạn nào mà da khô, hoặc là mọi người sử dụng nó before make up cũng rất là tốt. Cái thứ hai là khi mà mọi người sử dụng serum cấp ẩm phục hồi thì nó sẽ kết hợp trong chu trình skin care với những sản phẩm như là vitamin C hay là peptides rất là tốt. Vì vậy nếu mà mọi người đang cân nhắc một chu trình skin care có thể vừa chống lão hóa, vừa phục hồi, vừa dưỡng ẩm thì đây là một cái lựa chọn vô cùng cần thiết cho mọi người. Và cái cuối cùng đấy là với những bạn nào mà da dầu ấy, thì serum dưỡng ẩm là một cái bước mà mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua kem dưỡng ẩm vào mùa hè luôn. Nếu mà thời tiết nó quá nóng nực ấy, mọi người chỉ cần làm một lớp serum dưỡng ẩm thật là nhẹ nhàng, đủ ẩm, sau đấy mọi người bôi kem chống nắng là đã quá là đủ rồi. Quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về những cái sản phẩm serum dưỡng ẩm. Liệu là những cái hãng này thì nó thực sự tốt trên da của tôi hay không? Và tôi sẽ cho các bác những cái cảm nhận chân thật nhất về cái này. Và nếu mà các bác thích cái video này thì các bác đừng quên là comment những sản phẩm serum dưỡng ẩm khác, và chúng ta có thể tiếp tục là đánh giá và so sánh cùng với nhau. Trước khi vào phần nhận xét thì tôi sẽ nói cho các bác biết là những cái khía cạnh nào mà các bác cần chú ý khi mà mình đi mua một cái serum dưỡng ẩm. Thì đầu tiên đấy là serum dưỡng ẩm ấy, để cho mà cái texture của nó kiểu không bị quá dính bết ấy, thì ở trong sản phẩm sẽ sử dụng cái chất hút ẩm khá là nhiều. Còn với những cái chất giữ ẩm hay là chất khóa ẩm thì sẽ thường rất là ít khi thấy ở trong sản phẩm, hoặc là nó sẽ không thấy luôn. Nếu mà các bác thấy là trong sản phẩm của mình nó có nhiều loại dầu thực vật này, hay là nhiều cái chất khóa ẩm mà nó dày đặc ấy, thì các bác sẽ thấy là cái texture của nó rất là dính và nó rất là bết và nó rất là khó thấm vào da. Đây là một cái mà các bác nên chú ý. Tiếp theo đấy là hai chất mà gọi là bộ đôi thần thánh luôn đi kèm với nhau trong những cái sản phẩm serum dưỡng ẩm phục hồi, thì nó chính là dưỡng ẩm với cả hyaluronic acid và phục hồi với cả B5. Thì đây nó như kiểu là song kiếm hợp bích rồi. Hyaluronic acid nó là một cái chất để giúp cho da mình được hút ẩm này. Hiểu nôm na là sau khi mà sử dụng xong thì da mình nó sẽ kiểu cảm thấy là được cấp ẩm tốt hơn này, được căng bóng tốt hơn này. Và đây cũng là một thành phần rất là hữu hiệu khi mà sử dụng trong việc là làm trẻ hóa làn da. Với HA thì nó sẽ xuất hiện ở rất là nhiều dạng, ví dụ như là HA, HA thủy phân hay là muối HA. Và thường những cái sản phẩm mà giá rẻ ấy thì sẽ thường sử dụng muối HA và kết hợp với một số chất hút ẩm khác như là glycerin, butylen glycol này. Còn với cả những cái sản phẩm đắt tiền hơn thì nó có thể sử dụng là nano HA. Có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy là HA ở dạng phân tử lớn thì nó sẽ có khả năng thẩm thấu kém hơn là dạng HA đa phân tử, tức là có phân tử hạt to, phân tử hạt nhỏ, có cả HA rồi có HA thủy phân nữa. Thế nên khi mà mọi người tìm kiếm một cái sản phẩm mà nó có nhiều dạng HA ở trong cái sản phẩm của mình thì đây cũng có thể là một cái sản phẩm mà có giá cao hơn. Cái thành phần thứ hai cũng rất là cần thiết khi mà nói đến serum dưỡng ẩm thì đấy là thành phần phục hồi như kiểu là B5 này. Và B5 nó cũng chỉ là một cái đại diện thôi, ngoài ra có thể có là lô hội này, hay là rau má, rồi là peptides nữa. Tất cả những cái nhóm chất này thì sẽ giúp cho là sản phẩm có thể là sử dụng được ở trên những làn da nhạy cảm nữa. Vì vậy mà với những serum mà có nhiều nhóm chất phục hồi hay là cái dạng phục hồi này nó ở cái mức độ cao ấy, thì đây chính là cái sản phẩm mà da nhạy cảm mọi người có thể đang tìm kiếm. Ngoài hai cái yếu tố là thành phần chính da thì công nghệ sản xuất cũng là một cái được đề cao khi mà nói đến serum dưỡng ẩm. Và nếu mà các bác có điều kiện sử dụng sản phẩm đắt tiền, các bác sẽ thấy đấy là với những cái sản phẩm mà giá nó càng cao thì công nghệ của nó claim càng xịn, và khi mà mình sử dụng lên da mình cũng thấy là nó có sự khác biệt rất là nhiều so với cả những cái sản phẩm giá rẻ. Vừa rồi là những cái yếu tố mà các bác cần biết khi mà chọn mua những sản phẩm serum dưỡng ẩm, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào review đánh giá chi tiết những sản phẩm trong video này nhé. Sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm rất là nổi tiếng của nhà The Ordinary. Đây là
hyaluronic acid 2% cộng với cả B5. Bản thành phần của sản phẩm này thì tôi thấy là nó khá là đặc trưng cho một số sản phẩm giá rẻ, thế nên là tôi đã đưa vào đây. Sản phẩm này của nhà The Ordinary thì là một sản phẩm mà texture của nó không quá dày nhưng mà không quá mỏng. Khi mà mình sử dụng thì mình sẽ cảm giác là hơi dính, và lúc mà mình tán ra thì sẽ phải mất một lúc thì nó mới khô. Vì vậy tôi có một cái tip đây, khi các bác sử dụng lên da thì các bác bôi lên tay trước, sau đấy là chậm từng vùng ấy, rồi mình sẽ dặm theo vùng lên da thì nó sẽ là ổn nhất với cái serum này. Cái serum này thì cái độ thấm của nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 4 phút mới thấm, và cũng tùy theo từng cái sản phẩm mà các bác layer trước hay sau nó thì nó cũng sẽ có cái độ thấm nó khác nhau. Tuy nhiên thì đây là một cái sản phẩm mà tôi thấy ở cái mức giá của nó thì là một sản phẩm rất là tốt, và khó sản phẩm nào mà với mức giá mà khoảng tầm 200.000 mà các bác có thể tìm được một cái công thức như thế này. Cái sản phẩm này thì cái khả năng giữ ẩm của nó rơi vào khoảng từ 3 đến 4 tiếng, và tôi là da khô mà trong mùa đông mà tôi vẫn thấy là nó rất là ok. Thế nên là nếu mà bạn nào mà mọi người da giống tôi ấy, mọi người thử chai này thì nó là lựa chọn rất là tốt cho mọi người. Một cái điểm lưu ý nữa về sản phẩm The Ordinary Hyaluronic Acid cộng B5 mà mọi người cần phải nhớ, đấy là cái sản phẩm này bởi vì công nghệ của nó là công nghệ bình dân, thế nên nó vẫn có thể xảy ra hiện tượng kích ứng ở trên da. Vì vậy mà tôi có một cái tip là các bác nhớ giúp tôi là sản phẩm này mọi người sẽ sử dụng ở trên nền da khô để hạn chế nhất cái tình trạng kích ứng trên da của mọi người. Nếu mà bác nào thích The Ordinary nhưng mà các bác muốn kiểu một cái texture nó mỏng hơn ý, thì cũng là dòng dưỡng ẩm phục hồi này thì chúng ta sẽ có một sản phẩm khác nhưng mà nó sẽ thiên vào phục hồi nhiều hơn, đấy là Serum Marine HA. Tôi sẽ để cái hình nó đâu đây trên màn hình các bác cùng xem nhé. Tiếp theo là cái sản phẩm này của nhà Rosenbase, đây là B5 HA Essence. Thì bạn này tôi cũng đã review một lần ở trong cái video sự thật về Rosenbase rồi. Nếu mà các bác muốn xem lại thì mình có thể bấm ở trên này. Thì tôi sẽ nói qua lại một chút về cái sản phẩm này. Đấy là với những bạn nào mà mọi người kiểu da dầu ấy, mọi người muốn sử dụng thì mọi người cũng có thể sử dụng được, và mình sẽ thấy là da mình nó được cấp ẩm khá là ổn. Tuy nhiên với những bạn nào mà da từ da thường cho tới da khô thì mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này nó cấp ẩm không đủ và nó sẽ kiểu bị khô đi trong ngày. Và mình sẽ thấy cái điều này nó rất là rõ khi mà mình sử dụng. Cái thứ hai, sản phẩm này giống như The Ordinary thì nó sẽ gặp một vấn đề, đấy là nếu mà mình sử dụng ở trên da, khi layer sản phẩm thì mình sẽ thấy sự không đồng đều. Có một số sản phẩm mình layer trước nó thì mình sẽ thấy là sản phẩm nó không hề bị dính và thấm rất là nhanh. Tuy nhiên là với một số sản phẩm serum khác thì nó lại cảm thấy là rất là chậm. Sản phẩm này thì giá nó rất là rẻ nữa. Với những bạn nào mà kiểu học sinh ít, mọi người muốn tìm một cái chai HA để dưỡng ẩm thì mọi người cũng có thể bắt đầu với sản phẩm này, và giá của nó là khoảng tầm hơn 100.000 gì đấy. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm B5 cực kỳ nổi tiếng thị trường, đấy là sản phẩm của Timeless tên là B5 Hydration Serum. Và tôi phải nói thật một câu, đấy là tôi không thích cái hãng này. Và với sản phẩm này thì tôi đặc biệt không thích, và tôi sẽ nói các bác lý do vì sao mà tôi không thích nó nhé. Bản thành phần của serum Timeless thì các bác thể nhìn thấy ở trên bao bì, nó có tổng cộng là 5 chất, là một cái bảng thành phần rất là cô đọng. Với cái bảng thành phần này thì nó thể phù hợp hầu hết cho tất cả những cái loại da luôn, kể từ da dầu cho tới da khô, da nhạy cảm. Vì vậy mà ví dụ là mọi người đi bác sĩ chẳng hạn, hay là bác sĩ có kê mọi người serum dưỡng ẩm ấy, thì cái sản phẩm này luôn luôn là cái sản phẩm mà được ưu tiên khi mà mình kê. Cái lý do đầu tiên mà tôi không thích sản phẩm Timeless này, đương nhiên nó không ở bảng thành phần rồi, bảng thành phần này thì không có gì để chê cả, mà đấy là lúc mà mình dùng lên da. Đúng với các bác ạ, đấy là mình phải sử dụng lên da mình thì mình mới biết là mình thích cái nào mà mình không thích cái nào. Cái này nhá, cái chất của nó rất là lỏng, và thực sự là cái chất này nó khiến cho mình cảm thấy cực kỳ thoải mái là mình bôi lên da luôn. Nhưng mà tôi thấy là khi mà bôi lên một phát thì da của mình nhá, nó thấm xong nhá, nó bay hết sạch luôn hay sao ấy. Kiểu sau khoảng tầm nửa tiếng, một tiếng là tôi đã thấy là da tôi nó không được cấp ẩm nữa rồi. Cái tiếp theo đấy là khi mà mình bôi lên mình cảm giác nó như một lớp toner ấy. Và tiếp theo đấy là khi mà mình bôi lên thì tôi cảm giác nó không khác gì một lớp toner, và nó chả khác gì cái toner round lap của tôi cả. Thì tôi thấy là cái nước round lap của tôi dùng ấy nó còn được nhiều hơn ấy, mua đấy nó rẻ hơn cái chai này nữa. Ngoài cái việc là khi mà sử dụng sản phẩm này trên da của mình tôi thấy nó hơi bị vô thưởng vô phạt ấy, thì cái việc mà làm tôi bực hơn ý, đấy là sản phẩm này nó rất là đắt. Cái sản phẩm này hồi trước tôi đã dùng cái bảng mà kiểu màu xanh đậm của nó từ lâu lắm rồi. Thế xong rồi cái bảng này là tôi đặt order về và dùng thử lại khi mà nó tăng giá ấy, thì tôi thấy là cái chất nó vẫn như ngày nào. Tôi không hiểu là cái gì nó đã thay đổi ở trong cái bảng thành phần này mà khiến cho giá của nó đắt như thế. Cái sản phẩm này tôi order ở bên Mỹ về thì giá của nó là khoảng hơn 20 đô. Và nếu mà các bác kiểu được mua lại cái sản phẩm này ở Việt Nam thì tôi thấy các bác đấy là nó không thể nào dưới giá 600.000 được. Bên cạnh đấy là nếu mà các bác lên trang Timeless để xem ý,
thì vào cái sản phẩm này này, nó không có một cái claim gì về công nghệ luôn. Thì đấy là một cái mà tôi kiểu cảm thấy rất là không hài lòng với một cái sản phẩm mà giá đã là từ mid-end cho tới high-end. Ít nhất là nó cũng phải cho mình biết đấy là sản phẩm sử dụng cái công nghệ gì để tạo nên chất này, và nó sẽ có hiệu quả như thế nào trên da của mình. Và còn với cái bảng thành phần như thế này và với những cái chất như thế này, thực sự tôi không hiểu tại sao tôi phải bỏ ra $22 để mua luôn ý. Còn cái vấn đề thứ ba nhá, là một cái vấn đề cực kỳ nổi cộng với Timeless. Đấy là nếu các bác mua ở Việt Nam ấy, các bác mua sản phẩm mà cái bảng cũ ấy, là cái bảng đấy nó outdate lâu lắm rồi nhá, nó không sản xuất lâu lắm rồi đấy. Thế nên là các bác hãy xem lại xem là cái sản phẩm mình nó đủ chất lượng để mình bôi trên da mình hay không. Còn cái thứ hai đấy là Timeless ở Việt Nam nó fake nhiều lắm luôn ý. Và cái điều này là ngày trước tôi đã từng nói chuyện với một vài bác sĩ, và các bác sĩ cũng kiểu cảm thấy đau đầu với việc là Timeless nó fake quá nhiều ấy. Thế nên là các bác hãy xem nhá. Còn nói chung là tôi kiểu là tôi rất là say no với các em này. Sản phẩm tiếp theo mà tôi có trên tay đấy là Bio Essence Bio Water Sensitive pH Vitamin B5 Gel. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà trong năm ngoái tôi đã từng test mà tôi cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là mình đã phát hiện ra một cái gì đấy nó mới lạ và thú vị và nó tốt. Bảng thành phần của sản phẩm này thì nó là bảng thành phần mà tôi thấy nó khá là tốt khi nó kết hợp được ba nhóm chất. Và những cái nhóm chất này các bác sẽ thấy là với cái sản phẩm sau mà tôi nói là giá đắt tiền ấy, thì ít nhất là nó phải đến được cái mức như thế này trở lên. Trong bảng thành phần sản phẩm này thì cái mức độ ưu tiên dành cho da nhạy cảm nó sẽ được đặt lên rất là cao khi mà có đến tận 5% là pantenol, một cái mức mà cực kỳ ưu tú khi mà nói đến một cái sản phẩm dưỡng ẩm phục hồi. Tiếp theo là về nhóm chất hút ẩm thì sẽ có glycerin này, butylene glycol này, nó sẽ có muối HA, rồi nó sẽ có cả nano HA nữa. Và như tôi nói từ ban đầu ấy, mọi người sẽ thấy đấy là sản phẩm này nó sẽ sử dụng các cái loại HA đa phân tử để giúp cho da mình được thẩm thấu tốt hơn. Cũng như là khi mà mình sử dụng HA ở đây, mình sẽ thấy là da mình nó thực sự là có khả năng căng bóng được, cũng như là giữ ẩm cho mọi người khá tốt, khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng, hoặc thậm chí là nếu mà mọi người kết hợp với một cái kem dưỡng ẩm tốt ý, thì nó có thể giữ cho mọi người lâu hơn. À, từ đầu đến giờ thì tất cả những cái sản phẩm ở trong video mà tôi đã nhắc đến thì nó đều không có cồn này, không có hương liệu này, mà nó cũng khá là an toàn luôn. Các chất bảo quản nó cũng không chứa paraben nếu mà bạn nào sợ, thì trong sản phẩm này nó cũng vậy. Thế nên là các bác rất là yên tâm khi mà mình chọn mua. Ngoài ra trong bảng thành phần sản phẩm này có một số chất để chống oxy hóa nữa, rất là an toàn trên da, mà nó giống như kiểu cái kiềng ba chân ấy. Nó sẽ có chất hút ẩm này, có chất chống oxy hóa và có chất làm dịu da phục hồi, nó giúp da các bác được khỏe mạnh hơn rất là tốt. Sản phẩm này của nhà Bio Essence thì nó dạng gel lỏng, khi mà bôi lên da thấy là nó thấm ngay vào da và nó không hề bị gây vết dính. Đây là một điểm rất là tốt của cái sản phẩm này. Một cái điểm nữa rất là quan trọng ở trong cái video này mà tôi nói rất nhiều, đấy chính là công nghệ. Thì sản phẩm sử dụng công nghệ Bio Energy Complex, đây là một công nghệ mà có thể giúp cho mọi người là thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn, đặc biệt là thẩm thấu B5. Vì vậy mà mọi người sẽ thấy là khi mà da của mình mà mọi người đỏ rát này, hay là da mọi người kiểu gặp những cái vấn đề như mọi người rất là nhạy cảm với cả retinol với cả BHA, mọi người bôi sản phẩm này lên thì cái độ dịu da mọi người rất là tốt. Xong mọi người kết hợp giúp tôi thêm với cả những cái kem dưỡng B5 ấy, thì đảm bảo là một cái chu trình tuyệt vời dành cho da nhạy cảm luôn. Sản phẩm này tôi thấy là một cái giao diện cực kỳ đẹp, và khi mà bôi lên da của mình thì tôi thấy là nó cũng rất là ổn nữa. Nếu mà bác nào đang tìm kiếm một sản phẩm B5 ấy, thì mình có thể mua thử. Sản phẩm này tôi thấy nó còn rẻ hơn cả Timeless nữa. Timeless giá của nó là như tôi nói lúc nãy $22 ấy. Nhưng mà các bác thử lên Shopee mà search thử xem, chắc là nó chỉ khoảng tầm 500.000 thôi. Sản phẩm cuối cùng trong video này là một cái sản phẩm mà tôi cực kỳ thích, mà nếu mà tôi có tiền thì tôi sẽ mua sản phẩm này suốt luôn ý. Đấy là sản phẩm tên là SkinCeuticals HA Intensifier. Và loại này thì nó là một cái phiên bản hyaluronic acid cực kỳ đẹp của nhà SkinCeuticals. Các bác thấy trên tay tôi là một cái bản mini của nhà SkinCeuticals. Thì cái bản này là nếu mà các bác mua ở trên Skin Store của Mỹ ý, thì các bác check out thì các bác sẽ được chọn những cái serum. Thì lúc nào tôi cũng sẽ chọn SkinCeuticals. Các bác nào thích không, tôi tặng cho các bác một cái. Giống như sản phẩm vừa rồi của Bio Essence thì cái SkinCeuticals này nó cũng sẽ có chia ra làm ba nhóm chất, đấy là hút ẩm này, phục hồi với cả là chất chống oxy hóa. Bên này chất chống oxy hóa của nó sẽ có nhiều chất hơn. Tuy nhiên là với những bạn nào mà da nhạy cảm thì mọi người nên chú ý, bởi vì cái bảng thành phần sản phẩm này ý, nó cực kỳ là nhiều chất khác nhau. Vì vậy mà không phải bạn nào da nhạy cảm thì mọi người cũng dùng được đâu. Ở trong sản phẩm này thì công nghệ sử dụng đấy là 10% Procyllene, thì công nghệ này sẽ giúp cho mọi người là được thẩm thấu HA tốt hơn. Nó sẽ kích thích cho cái việc là HA tạo ra cái độ săn chắc ở trên da mọi người một cách đều hơn. Nếu các bác nào từng dùng cái sản phẩm B5 gel của nhà SkinCeuticals, bác thấy đấy là một sản phẩm nó rất là tốt và nó rất là kiểu thấm nhanh này, nhẹ mặt trên da. Nhưng mà với cái món này của nhà SkinCeuticals tôi
thể non khủng khiếp hơn. Và tôi thực sự là rất là yêu thích bạn này. Sản phẩm này lúc mà mới bôi ra tay có thấy là nó hơi giống kiểu của The Ordinary hoặc là Hydra của nhà Nywishes ấy. Nhưng mà lúc mà mình bôi vào mặt của mình thì nó sẽ thẩm thấu ngay lập tức. Và kiểu cái cảm giác của nó rất là kỳ diệu luôn. Ngoài ra thì cái màu của sản phẩm này là màu tím, và mùi của nó cũng sẽ có mùi hương liệu luôn. Bởi trong sản phẩm này sử dụng khá là nhiều những cái extract từ vỏ quả chua. Cái sản phẩm này sử dụng lên da mọi người, mọi thấy là nó thấm rất là nhanh, nhưng mà cái khả năng giữ ẩm nó rất là lâu. Trên da tôi thì tôi thấy là không bị những cái trường hợp như kiểu là bị lên mụn hay là bị châm chích hay gì đấy. Bởi tôi thấy là cái khả năng xử lý công nghệ của sản phẩm này nó rất là tốt. Thực sự là tôi đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm giá rẻ và giá đắt mà ở trong nó sử dụng nhiều cái hương liệu và những cái quả chua rồi ấy. Thì tôi thấy là những cái brand high end nó luôn luôn cảm giác là cực kỳ ít gây nhạy cảm cho mình. Nhưng mà với những cái brand mà giá rẻ ấy, thì nếu mà có hương liệu phát là kiểu da mình ngày hôm sau biết ngay luôn. Ở sản phẩm này thì nó cũng có cả cồn nữa. Nếu mà bác nào sợ thì đây cũng là một cái sản phẩm không hợp với các bác. Nói chung là tôi bị một cái là với một số hãng ấy, thì tôi nghĩ là tôi không đủ trình độ để có thể đánh giá bằng thành phần của người ta. Ví dụ như SkinCeuticals là một điển hình, kiểu khi mà mình dùng đồ mình thấy khác hẳn luôn các bác ạ. Nói chung là cái nhược điểm lớn nhất của bạn này thì nó là giá đắt quá. Thế nên là các bác nào mà các bác kiểu có điều kiện thì mình hãy mua, còn nếu mà không thì mình có thể sử dụng thử BioEssence này, còn nếu mà không điều kiện hơn thì mình dùng The Ordinary cũng được. Vừa rồi tôi đánh giá các bác những cái cảm nhận cá nhân của tôi khi mà sử dụng một số cái loại serum HA trên da của mình. Và bây giờ tôi sẽ cho các bác một số lưu ý khi mà mình sử dụng HA nhé. Để các bác sử dụng serum cấp ẩm phục hồi nó có hiệu quả ấy, thì mình sẽ nên kết hợp với cả một số nhóm chất sau. Đầu tiên là các bác nên kết hợp HA B5 với cả một cái sản phẩm niacinamide. Tại vì là hai cái nhóm này thì giúp cho các bác là da vừa được căng bóng này, da mình hết nếp nhăn này. Bên cạnh đấy là nó có thể là làm giảm những cái sự thâm nám đều màu trên da. Khi mà sử dụng hai cái nhóm này có thể đấy là da mình có thể sáng hơn và trắng hơn, cũng như là nó có thể đều màu hơn. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ các bác sẽ rất là thích. Cách thứ hai, các bác kết hợp HA B5 cộng với cả là vitamin C hoặc là peptides hoặc là cả ba luôn, để giúp cho da mình nó được cấp ẩm sâu này, giúp da mình được chống lão hóa này, làm giảm nhăn này, được phục hồi tái tạo tốt hơn này, với cả được làm sáng da đều màu nữa. Thì với cái loại này thì nó sẽ triệt để hơn niacinamide, nhưng mà đấy là tùy theo cái mức độ mà có thể chịu chi của mọi người đến đâu. Tiếp theo đấy là với những cái bạn nào mà da hanh khô thì mọi người nên chú ý là khi mà mọi người đã sử dụng hyaluronic acid ấy, thì mọi người nên sử dụng xịt dưỡng chứ mọi người không nên sử dụng xịt khoáng. Nếu mà mọi người không có điều kiện để sử dụng xịt dưỡng, hay là mọi người không điều kiện là để đổ toner vào cái bình xịt và xịt, thì mình có thể sử dụng nước tinh khiết cũng được. Mọi người hãy đổ nước tinh khiết vào một cái bình và sau đấy là mình xịt nước lên thôi, thì HA nó sẽ có cái điểm bám để nó thể hoạt động tốt hơn. Còn với bạn nào da dầu và kiểu ở Sài Gòn, mọi người nhớ giúp tôi là độ ẩm trong không khí nó rất là cao ấy, nên là mọi người không cần thiết phải lo về cái vấn đề này đâu. Với những bạn nào mà thường xuyên là mọi người kiểu tự peel da tại nhà, hay là mọi người sử dụng retinol, da mọi người bị bong chóc kích ứng, thì mọi người đừng quên đấy là mình sẽ phủ thêm một lớp serum cấp ẩm phục hồi ở sau, để giúp cho da mình nó càng ngày càng xinh xắn hơn, không bị kích ứng, không bị đỏ rát, mọi người nhớ nha. Vừa rồi là những cái mà tôi đã nói mọi người biết về cảm nhận tôi khi mà đánh giá serum cấp ẩm phục hồi. Hy vọng mọi người thích cái video này cũng như là xem được nhiều thông tin thú vị. Mọi người cũng đừng quên đấy là để lại comment là những sản phẩm nào mọi người thích, sản phẩm nào mọi người không thích. Các bạn đừng quên đấy theo dõi tôi ở trên channel Swatches by Lynn, cũng như là theo dõi những nền tảng khác, đấy là TikTok, Instagram và YouTube, và group mà tiền tốn tiền để có thể theo dõi những nội dung làm đẹp mới nhất của chị em. Chúc các bác một ngày vui vẻ. Bye bye.